Đây là Đức. Đức đang tổ chức đám cưới. Đức hạnh phúc khi cưới được người vợ xinh đẹp. Mình mua nhà thôi anh. Hai đứa ở thế này cũng ấm cúng mà. Đợi khi nào sinh con xong rồi mình tính nhá. Đây vẫn là Đức. À không, đây là con trai Đức. Sau 5 năm Đức đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Mình mua nhà thôi anh. Đắt lắm. Thôi, để tiền nuôi con. Đợi khi nào nó lớn rồi tính nhá. Còn đây vẫn là Đức. Sau 10 năm Đức đã có được 2 người con. Và vợ Đức vẫn mong ước mua căn nhà mới. Mình mua nhà thôi bố nó. Giờ dự án nào cũng lên giá. Thôi, cứ ở tạm thế này cũng được. Đợi khi nào nhà hạ giá thì mua. Lại đợi hạ giá. Biết bao giờ nó hạ giá mà mua. Đây là Đức của hơn 30 năm sau khi cưới vợ. Hơn 30 năm rồi. Hay là mình mua nhà mới nhỉ? Đợi bao giờ hạ giá thì mua. Ôi giời. Hơn 30 năm rồi. Vẫn còn đợi hạ giá nữa. Mua nhà đón Tết, dương lộc nhân xuân, quây quần mái ấm. Eurowindow River Park, gần cây phố cổ, 18,6 triệu 1m2, chỉ có tại senhome.vn. Cuối cùng, sau hơn 30 năm, Đức đã tìm được căn nhà như ý của mình. Eurowindow River Park, mua nhà đón Tết chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.